chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an ha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một lô 10m thuộc QL Mỹ Phước Bài, Bến Cát, Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua đất đầu tư xây nhà hoặc xây trọ thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Diện tích bắt đầu từ cái cây bên này đến vị trí tay em chỉ là ngang 10, dài 30, dài tới cái dây cột điện phía đằng sau luôn nha cả nhà. Tổng là 300m², thổ cư 100%, sổ sẵn. Vị trí khá là đẹp luôn nha cả nhà. Dân cư ở đây thì cũng khá là đông rồi. Và khu vực này thì nó gần với trạm y tế phường Thới Hòa và trường trung học phổ thông Thới Hòa. Hướng này, trục đường này chạy thẳng vào thì chúng ta có thể đi ra quốc lộ 13 và Đại học Việt Đức nha cả nhà. Đó, cả nhà cũng thấy cái mái nhà ngói màu vàng đó, phía đằng sau đó chính là trạm y tế Thới Hòa, và phía đằng sau của trạm y tế Thới Hòa đó chính là trường tiểu học Thới Hòa. Còn hướng này thì chúng ta chạy thẳng ra đường DL12 và đi ra cổng Mỹ Phước 3 cũng như là trung tâm của Mỹ Phước 3 NE8. Thì chúng ta nhìn lại lô đất này một lần nữa, bắt đầu từ vị trí cây đến vị trí cái tay em chỉ là ngang 10, dài 30, để tới cái dây cột điện phía đằng sau. Tổng 300m², thổ cư 100%, sổ sẵn. Lô này hướng nam mát mẻ, vị trí khá là đẹp. Dân cư phía đằng trước chúng ta đó chính là đường DL12 thông dài, nối liền từ đường NE8 ra đến vành đai 4 nha cả nhà. Vị trí khá là đẹp luôn, dân cư ở cũng khá là nhiều rồi. Vì thế chúng ta mua để xây nhà hoặc xây trọ hoặc là đầu tư cũng được. Bây giờ em sẽ lên xe, em quay những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung ha. QL là một trong những khu nó liền kề với trường đại học này, Việt Đức cũng như là quốc lộ 13 này, có đầy đủ tất cả các tiện ích. Hướng này chạy thẳng ra đường NE8 ha. Còn hướng này thì chúng ta chạy thẳng lên, đó chính là đường vành đai 4 cũng như là siêu thị Go chuẩn bị xây và siêu công viên Ecolux. Trục đường này kinh doanh buôn bán khá là sầm uất ha. Nên là quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư lô đất mà em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ theo cái số điện thoại em ghi trên video hoặc kết bạn Zalo để em sẽ gửi thông tin cũng như là sổ sách cho cả nhà xem. Em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.